Xin chào quý anh chị và các bạn. Rất là vui khi được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video lần này. Và trong những cái video lần trước thì em cũng đã gửi tới cho tất cả quý anh chị và các bạn những thông tin cũng như là những cái hình ảnh về Sài Gòn. Và hiện tại bây giờ thì như quý anh chị cũng đang thấy thì ngay trước mắt của chúng ta, phía cái nhà xanh xanh kia thì đấy chính là cái khu vực của ngã tư Phú Nhuận ấy. Và ở ngay tại cái hiện tại bây giờ ấy thì rất là nhiều người ấy cũng đã di chuyển trong cái buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay thì trên đường cũng tương đối là đông ấy, và tất cả mọi người thì và trong cái buổi tối của ngày hôm nay thì là ngày buổi tối của ngày 26 tháng 10 năm 2023, và khung giờ này thì rơi vào khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ. Và trong cái nội dung chính ngày hôm nay thì em muốn gửi tới cho tất cả quý anh chị và các bạn những các cái nội dung, cũng như là gửi tới cho tất cả quý chị và các bạn những các hình ảnh mới nhất của Sài Gòn trong những các ngày gần đây. Thì cái thông tin đầu tiên thì ngày hôm nay em gửi tới cho tất cả quý chị và các bạn về cái nội, về những các cái tình hình về lừa đảo, về cái việc nhẹ lương cao. Thì thật sự là trong những các cái quãng thời gian vừa qua thì em nhận được rất là nhiều những các cái cuộc gọi rác. Thật sự là rất là mệt mỏi về các cái cuộc gọi rác, về hàng ngày, về cái việc nhẹ lương cao. Cơ bản thì ví dụ như là những các cái công việc là chỉ việc lướt Shopee, nó chỉ việc đăng ký mua sản phẩm, hay là thí dụ như là chỉ việc bình luận đánh giá sản phẩm trên Shopee, vân vân và vân vân. Thì rất là nhiều những các cái chiêu đấy, thì tất cả mọi thứ đều là lừa đảo hết. Và thực sự là không thể ngờ được thì là thông tin ở trên mạng, trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng thì cũng rất là nhiều bị mắc bẫy về những các cái công việc như thế này. Và em là một cái người mà mặc dù em không có bị dính vào lừa đảo như thế, nhưng mà những các cái cuộc gọi như thế nó vẫn diễn ra, nó hàng ngày hàng giờ. Cái số điện thoại của em nó bị thường xuyên luôn, và thậm chí là có những các cái cuộc gọi thông báo là chỉ 2 tiếng đồng hồ nữa thôi thì số điện thoại của bạn sẽ bị khóa. Mà biết bao nhiêu lần, ngày nào cũng có những các cái cuộc gọi như thế, nhưng mà chả thấy bao giờ nó thấy nó khóa hết đấy. Rồi là vào yêu cầu là bạn phải bấm tới số điện thoại, bấm tới số mấy để mà khai báo thông tin với cái nọ cái kia ấy. Thì thực chất là khi nếu như mà chúng ta mà bấm vào một cái số bất kỳ đó, nếu như mà theo như nó yêu cầu đấy, thì một cái trường hợp là chúng ta sẽ bị nó xâm nhập vào thông tin của cái số thuê bao của mình, và nó sẽ lấy những các cái thông tin của mình để đi lừa đảo khắp nơi, cũng như là có thể nó sẽ rút tiền ở trong cái tài khoản của mình đấy, hoặc là có thể nó sẽ nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ lừa đảo mình để nó làm cho mình phải chuyển tiền cho nó đấy. Và rất là nhiều các cái chiêu thức lừa đảo tới bây giờ thì thực sự là trên cái số điện thoại của em nó diễn ra hàng ngày luôn. Dĩ nhiên là mình biết quá là nhiều được về các vấn đề như thế này rồi, chứ mình không có còn lạ lẫm cái gì nữa. Nhưng mà thành ra là cái vấn đề về cuộc gọi rác như thế này thì hàng ngày nó nhiều quá trời nhiều luôn, nó tới làm mình bị mất thời gian đấy. Đấy thì cái chiêu thức ở đây là gì, là chỉ cần click chuột đó, nhận lương lên tới 12 triệu một tháng, chỉ cần click chuột đó, nó đơn giản vậy ạ. Thì đó, cái tình trạng mà lừa đảo á, thì tuyển dụng cộng tác viên đó, việc nhẹ lương cao đó, cứ đi tuyển cộng tác viên vậy đó.
giả mạo các cái trang về sàn thương mại điện tử như là Tiki, Shopee, Lazada, hay là điện máy xanh, nhân viên điện máy xanh, rồi là nhân viên của công ty Zing MP3. Quý anh chị chỉ cần lên nghe nhạc, rồi là đánh giá bài hát đó, vậy mà cũng được tiền, được lương đó. Thì hầu như là ngày nào cũng nhận được các cái cuộc gọi cũng như là tin nhắn vào cái số điện thoại cá nhân. Thì đối với Zalo của em thì em đã chặn cái cuộc gọi, chặn tất cả những các cái tìm kiếm Zalo để tránh những các cái trường hợp mà chúng nó vào, chúng nó lấy cắp cái thông tin của mình cũng như hình ảnh của mình để làm những các cái việc xấu, bôi nhọ danh dự của mình, rồi là nó hại tới mình. Thì điều này thực sự là rất là khó chịu. Đấy, và có rất là nhiều người thì bị mắc bẫy của chúng nó. Thì bắt đầu là thông báo cho là công ty là đang có nhu cầu tuyển dụng cộng tác viên, nhân viên số lượng lớn. Nhân viên sẽ tương tác trên các mạng xã hội để tạo cái hiệu ứng thúc đẩy sử dụng dịch vụ cho khách hàng. Thời gian làm việc thì linh động, chỉ cần rảnh từ 1 cho tới 2 giờ mỗi ngày, làm bất cứ ở đâu, và thu nhập thì từ 7 cho tới 12 triệu đồng một tháng. Trời ơi, những cái điều này thì đấy, lừa được rất là nhiều những các cái anh chị em ở quê. Theo như là cái mô tả ấy, thì đúng là việc nhẹ lương cao thật. Đó, chỉ cần mở link họ gửi thôi, đánh dấu 5 sao và dịch vụ và đăng, chụp lại màn hình gửi lại cho công ty là hoàn thành cái công việc và được trả tiền công là 15.000 đồng, chốt lương và nhận luôn lương hàng ngày. Nếu mà làm tốt thì được đánh giá theo tuần, tháng và cơ hội làm và cơ hội lên làm quản lý đội nhóm. Nghe vậy thì thật sự là rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Nhưng mà làm gì có cái chuyện mà việc nhẹ lương cao như vậy đâu. Biết rõ thì là cái chiêu này là lừa đảo rồi, nhưng mà không hiểu sao thì cái trò này không hiểu sao nó vẫn cứ diễn ra rất là nhiều. Và người quen của mình thì đa số là đều nhận được các cái lời chào mời như vậy. Đấy, thì thật sự là, rồi là các cái tin nhắn giả mạo. Đấy, thì trong cái tin nhắn giả mạo các cái thương hiệu của Vietcombank hay là gì đó, thì được cảnh báo rằng là phải đăng nhập vào tài khoản. Đấy, ví dụ như là một cái tin nhắn là Vietcombank, Digibank trân trọng thông báo tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa, đăng nhập vào một cái đường link nó cho đấy để xác thực ngay hôm nay. Đấy, và nếu như mà chúng ta mà đăng nhập mà chúng ta mà bấm vào những các cái link mà nó gửi cho như thế thì cái tình trạng mà chúng ta bị hack cái tài khoản ngân hàng nó là chắc chắn rồi. Đấy, thì ở đây em không biết là ở các quý anh chị Việt Kiều ở nước ngoài có hay không, chứ còn em thấy ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì nó rất là nhiều. Và thậm chí chúng nó còn giả mạo ngân hàng để mà tuyển dụng. Thì ví dụ như là ví dụ mới đây thì ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Việt Nam vừa công khai có một hiện tượng mạo danh thương hiệu của ngân hàng để tuyển dụng lừa đảo. Thủ đoạn của kẻ lừa đảo là lập ra các cái trang web Facebook giả mạo thương hiệu của ngân hàng. Khi mà ứng viên ứng tuyển đăng ký ứng tuyển ấy thì sẽ nhận được email phản hồi khá là chuyên nghiệp từ cái địa chỉ mail là tuyển dụng. Đấy, kẻ gian lận kẻ gian ấy thì tự nhận là nhân sự của ngân hàng và hẹn ứng viên tham gia phỏng vấn. Sau đó thì lấy thông tin của ứng viên gắn vào các cái nhóm chat và yêu cầu ứng viên tham gia buổi sơ khảo online. Tại cái buổi sơ khảo online thì kẻ gian sẽ yêu cầu ứng viên đăng ký tài khoản trên đấy và đăng ký tài khoản xổ số của Việt Nam. Sau đó thì kẻ gian sẽ trả cho ứng viên 150.000 đồng, hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản và chơi để tăng doanh thu cho đối tác. Đấy, thì nói chung là rất là các, tóm lại một điều là thực sự rất là nhiều
các cái chiêu trò như thế này cho tới cái hiện tại bây giờ thì nó là còn là những các cái vấn đề nó hết sức là bất cập và hết sức là khó chịu, khiến cho cái tình trạng lừa đảo như thế này thì khiến cho người dân của chúng ta cảm thấy bây giờ bất an. Và trong cái ngày hôm nay thì em xin phép được gửi thêm những cái thông tin mới nữa cho quý chị và các bạn ấy. Thì ngày hôm nay thì phía lực lượng công an cũng đã ập tới công ty vận tải Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong để kiểm tra. Thì thông tin ngày hôm nay thì đã như thế tại vì lý do trong những các cái quãng thời gian vừa qua ấy thì phía tài xế của Thành Bưởi là cũng có rất là nhiều các cái vấn đề, cũng như là gây tai nạn, rồi là bằng lái thì thế nọ thế kia, cái tội cái vượt quá tốc độ, những các cái điều này khiến cho người dân rất là đáng lo ngại. Và em cũng đã có thông tin tại những các cái video lần trước trên kênh của em, thì quý anh chị có thể tìm trên kênh để coi lại. Và ngày hôm nay thì lực lượng công an cũng đã tới đây để kiểm tra cũng như test ma túy, test nồng độ cồn và kiểm tra bằng lái của tất cả các cái tài xế của hãng xe Thành Bưởi trong cái ngày hôm nay. Thì thực sự là cái điều này thì cũng rất là đáng vui mừng. Chúng ta phải làm nghiêm những cái điều này, tránh để những các cái trường hợp mà đáng tiếc xảy ra thì lúc bấy giờ thật sự là cũng đáng rất là lo ngại và đáng buồn. Đấy, thì video của em ngày hôm nay tới đây thì xin phép được tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn. Rất là vui khi mà quý anh chị và các bạn đã đăng ký kênh của em. Và xin hẹn gặp lại vào những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn. Và chào tạm biệt ạ.